Chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBC với những tin tức nổi bật sau đây. Trước những bất ổn ngày một gia tăng trong khu vực, các nước châu Á đang đổ tiền hiện đại hóa quân đội. Giữa lúc cuộc đua vũ trang diễn ra khốc liệt, Nga đưa ra cảnh báo khẩn về nơi có nguy cơ bùng nổ thế chiến ba Chiến địa khốc liệt đó là ở đâu? Căng thẳng Đông Tây tiếp tục bùng phát, Mỹ triển khai thường trực tìm kích F-35 đến châu Âu răng đe Nga. Không người yên chịu lép vế, Nga sắp tung chiến cơ không người lái hạng nặng S-70 phiên bản nâng cấp NATO phải thừa nhận không thể xem thường sức mạnh quân sự của Nga Dù đều có mối quan hệ không mấy êm thấm với Mỹ và phương Tây, nhưng Nga, Trung sẽ không điều binh, kiểm trợ nhau nếu xảy ra khủng hoảng. Tại sao lại như vậy? EU gia hạn biện pháp trừng phạt Nga, đe dọa lệnh cấm vận mới nếu tấn công Ukraine Liên quan đến Covid-19, Nhật Bản báo cáo ca nhiễm Omicron đầu tiên trong cộng đồng. Ở cuối bản tin, chiêm ngưỡng đoàn tàu Giáng sinh thắp sáng thủ đô Colombia. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, tình hình an ninh châu Á thời gian qua có nhiều dấu hiệu bất ổn. Tranh chấp lãnh thổ giữa các nước đã thúc đẩy các kế hoạch hiện đại hóa quân đội, đi đầu là các ông lớn Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc quan hệ giữa Bắc Kinh và hầu hết các nước láng giềng ở Đông và Nam Á vốn không mấy êm đẹp. Trung Quốc có tranh chấp biên giới, trên biển hoặc trên bộ với nhiều nước Brunei, Bhutan, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Nepal, Philippines và Việt Nam. Nhật Bản lại đang dè chừng Trung Quốc. Dù không nước nào lên tiếng thừa nhận, nhưng rõ ràng một cuộc chạy đua vũ trang đầy kịch tính đang diễn ra với những gói chi tiêu quốc phòng khủng. Nhờ vậy, bất chấp đại dịch hoàn hành, nhiều ngành lao đao, các công ty quốc phòng ở châu Á vẫn sống tốt thậm chí là đạt mức tăng trưởng cao. Vậy các nước đang mạnh tay đầu tư nâng cấp quân đội đến mức nào? Mời quý vị tìm hiểu ngay sau đây. Theo báo cáo mới đây của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), một tổ chức độc lập về an ninh toàn cầu, quá trình hiện đại hóa quân sự ở châu Á chủ yếu tập trung vào việc tăng cường ưu thế trên không. Ngoài ra, các quốc gia ở châu lục này cũng có nhu cầu cao về thiết bị liên lạc và radar tiên tiến, cùng với tên lửa không đối không và không đối đất nước nào cũng sẵn sàng đổ tiền để tăng cường sức mạnh quân đội, giữ vững an ninh chủ quyền. Trung Quốc đang có mối quan hệ không mấy êm thấm với hầu hết các nước láng giềng ở Đông và Nam Á. Nước này có tranh chấp biên giới trên biển hoặc là trên bộ với nhiều nước láng giềng Brunei, Bhutan, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Nepal, Philippines và Việt Nam. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng có yêu sách chủ quyền với hòn đảo nằm dưới quyền kiểm soát hành chính Nhật Bản. Đề phòng một Bắc Kinh ngay càng hiếu chiến, Tokyo đã tăng ngân sách quốc phòng lên mức khủng trong khi đó hàn quốc đang duy trì kho vũ khí để đề phòng triều tiên xa hơn về phía tây israel có tranh chấp lãnh thổ với palestine và nhiều nước láng giềng khác các nước afghanistan pakistan ấn độ sri lanka indonesia và philippines cũng đang căng mình đối phó chủ nghĩa cực đoan như vậy với nhiều lý do khác nhau các chính phủ châu á đang không ngừng tăng mức chi tiêu quốc phòng do vậy lợi nhuận của các công ty vũ khí ở châu á không những ổn định mà còn tăng lên đáng kể các công ty công nghiệp quốc phòng Trung Quốc đang nằm trong danh sách 100 công ty lớn nhất ngành quốc phòng, đạt tổng doanh thu 66,8 tỷ USD vào năm 2020, tăng 1,5% so với năm 2019. Hiện Trung Quốc đang đẩy nhanh chương trình hiện đại hóa thông qua việc dỡ bỏ mọi rào cản dân sự và thương mại, quy trình đặt hàng và chuyển giao các khí tài quân sự giữa các nhà thầu và quân đội hoàn toàn thuận lợi và nhanh chóng. Trong khi đó, năm ngoái, các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Nhật Bản đạt tổng doanh thu 9,9 tỷ USD, các công ty Hàn Quốc trong lĩnh vực này thu về 6,5 tỷ USD, ba công ty Israel nằm trong top 100 đơn vị công nghiệp quốc phòng đạt doanh thu 10,4 tỷ USD. Báo cáo cũng cho biết doanh số bán vũ khí của ba công ty công nghiệp quốc phòng Ấn Độ đã tăng 1,7% sau khi chính phủ ban hành lệnh cấm nhập khẩu một số loại thiết bị quân sự theo từng giai đoạn. Theo các chuyên gia, sự gia tăng doanh số bán vũ khí của các công ty châu Á chủ yếu xuất phát từ tranh chấp lãnh thổ. Diễn biến này dấy lên nỗi lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang tiêm ẩn nhiều hiểm họa. Thưa quý vị, trước tình hình các điểm nóng quân sự hình thành ở khắp nơi trên thế giới, Nga đã giống lên hồi chuông cảnh báo về một thế chiến thứ ba. Tuy nhiên, xung đột có thể sẽ không xảy ra trên các mặt trận truyền thống như trên không, trên biển, trên bộ, mà là ở một sàn đấu đặc biệt khác. Đó là gì? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Trong bài phát biểu tại Hội nghị học thuật về chủ đề vị trí của Nga trong vũ đài chính trị hiện nay, ông andrei grusky một quan chức bộ ngoại giao chịu trách nhiệm giám sát hợp tác quốc tế của nga về an ninh đã đưa ra tuyên bố rằng một cuộc xung đột toàn cầu mới đang bùng phát vị quan chức nhận định không gian mạng có khả năng trở thành trận địa cho thế chiến ba hiện các cuộc tấn công mạng đang diễn ra thường xuyên và ngày một nghiêm trọng đến mức có thể làm bùng nổ một cuộc xung đột thế giới mới thực chất mọi thứ đang diễn ra ngấm ngầm và khó nhận biết rõ ràng như các cuộc chiến truyền thống ông Ruski cảnh báo một cuộc chiến đang diễn ra và rất khốc liệt các hành động thù địch đang xảy ra ở thế giới ảo. Truyền thông đã đúng khi nói rằng đây là một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Chỉ là chúng tôi không biết mức độ thiệt hại sẽ đến đâu hoặc cấu trúc của thế giới có bị đảo lộn hay không. Dù không khói súng, nhưng chiến địa này cũng vô cùng khốc liệt. Để ngăn hiểm họa này xảy ra, phía Nga hy vọng Liên Hợp Quốc sẽ là cầu nối để các nước đạt được thỏa thuận quốc tế liên quan đến chiến tranh mạng. Tuy nhiên, ông tỏ ra bức xúc khi Mỹ và nhiều quốc gia khác cố gắng hạ thấp vai trò của Nga và cản trở nước này để đạt ưu tiên ngăn chặn cuộc chiến tiềm tàng này. Tuy vậy, ông cho biết vào tháng 1 tới sẽ có một phiên họp quan trọng do Ủy ban đặc biệt của Liên Hợp Quốc tổ chức thảo luận về việc phát triển các công ước về chiến tranh mạng. Phiên họp là sáng kiến do Moscow đề xuất Liên quan đến cuộc đối đầu trên sàn chiến mạng, đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban hành các biện pháp trừng phạt Nga. Nhà Trắng cáo buộc Điện Kremlin đứng sau vụ tấn công lớn vào công ty SolarWinds có trụ sở tại Texas, làm tổn hại hệ thống của hơn 100 công ty thương mại trên khắp thế giới, cũng như chính công ty và cơ quan chính phủ Mỹ. Moscow bác bỏ cáo buộc, nói rằng chính nước này mới là nạn nhân của các cuộc tấn công mạng từ Washington. Hồi tháng 3, công ty an ninh mạng FireEye của Mỹ đã cảnh báo rằng người Mỹ sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công mạng ngay càng tồi tệ hơn trong tương lai. Tạm chưa bàn đến câu chuyện tương lai. Ở thì hiện tại, Nga đang phải đối mặt với sức ép từ không quân Mỹ. Hoa Kỳ dự kiến triển khai thường trực hai phi đội sử dụng 48 tiêm kích tàng hình tiên tiến F-35 tại căn cứ Suffolk thuộc Vương quốc Anh, bên cạnh dòng tiêm kích Boeing F-15 đã hiện diện tại đây mục đích là nhằm ứng phó hiệu quả với mối đe dọa quân sự từ Nga. Cụ thể, không quân Mỹ cho biết, tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II của hãng quốc phòng Lockheed Martin đã được triển khai thường trực ở châu Âu để chống lại sự hung hăng của Nga. Đây là phi đội tiêm kích tàng hình Mỹ đầu tiên hiện diện thường trực ở châu Âu. Các máy bay đã được chuyển đến căn cứ Lakehead ở miền đông nam nước Anh vào hôm thứ Tư vừa qua. Căn cứ này được nâng cấp, bổ sung cơ sở mô phỏng, bảo trì, nhà kho, v.v. Năm 2015, Bộ Quốc phòng Nga đã phân bổ gần 160 triệu bản Anh để cải tiến căn cứ. Tư lệnh không quân Mỹ ở châu Âu, tướng Jeffrey Harrigan cho biết, Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta phải tiếp tục chứng minh khả năng phối hợp tác chiến của F-35. Lực lượng không quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi không loại trừ khả năng phi đội từ lục địa già sẽ hỗ trợ cho các đối tác và đồng minh của Washington. Chúng tôi đã thảo luận nhiều và chúng tôi nghĩ rằng số lượng căn cứ chứa tiêm kích Mỹ hiện đảm bảo được sức mạnh cần thiết để săn đen Nga ở châu Âu tướng Harry Jan nói thêm. Nga hiển nhiên sẽ không ngồi im chịu lép vế. Mới đây nước này tuyên bố sẽ tung máy bay không người lái chiến đấu siêu tàng hình hạng nặng S-70 Okhonik phiên bản nâng cấp. Liệu thợ săn cộng cán của Moscow có đủ sức răng đe Mỹ và NATO hay không? Theo trang tin quân sự Defense News, mẫu máy bay không người lái chiến đấu hạng nặng S-70 Okhotnik, nâng cấp đầu tiên của Nga, đang được chuyển tới quân đội để thử nghiệm. Dự kiến sẽ được trang bị vào năm 2024. Khí tài này được nhà máy hàng không Skalov Novosibirsk ở phía tây Siberia phát triển. Đây là công ty con của United Aircraft Corporation, tập đoàn chuyên về máy bay Sukhoi. Người đứng đầu Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Ruslan Buzkov tiết lộ máy bay không người lái chiến đấu siêu tàng hình hạng nặng S-70 Okunik sử dụng động cơ do Nga sản xuất AL-41F1. Đây cũng là loại động cơ được sử dụng trên Su-57 và chiến cơ tàng hình Jack May giúp nó có tầm hoạt động lên tới 6.000 km. Theo TASS, máy bay không người lái này dự kiến đảm nhận các nhiệm vụ tác chiến cùng tiêm kích Su-57. Một máy bay phản lực có thể hoạt động song song với 4 chiếc S-70 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Grivorovko cho biết, nếu thử nghiệm thành công, máy bay không người lái sẽ đi vào hoạt động vào năm 2024. Phát ngôn viên của United Aircraft Corporation nói với Defense News rằng, S-70 là một nền tảng đầy hứa hẹn cho việc phát triển hệ thống không người lái trong tương lai. Thưa quý vị, lãnh đạo tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO mới đây đã phải thừa nhận có thể nền kinh tế Nga đang suy giảm, tiệm cận giới hạn đỏ, nhưng nước này vẫn đặt ra mối đe dọa quân sự đáng cơm. Câu hỏi đặt ra là, ngoài khí tài hầm hố như vừa đề cập, liệu Moscow đang nắm trong tay những gì mà có thể khiến Liên minh quân sự Mỹ và châu Âu tỏ ra dè chừng đến như vậy? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Hôm 16 tháng 12, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định rằng Nga có thể đang suy giảm kinh tế, nhưng nước này vẫn đặt ra một mối đe dọa quân sự đáng gồm, đặc biệt là trong lĩnh vực vũ khí tiên tiến và chiến tranh mạng. Nga là một cường quốc đang suy tăng, đồng nghĩa với việc kinh tế của Nga không theo kịp nhiều nước khác trên thế giới. Nhưng ngay cả một nền kinh tế đang suy thoái cũng có thể là mối đe dọa và thách thức, ông nói. Vì lãnh đạo cẩn trọng đánh giá, Nga có vũ khí hạt nhân và đang đầu tư hiện đại hóa quân đội, triển khai các tên lửa siêu thành và cả các tên lửa có khả năng hạt nhân. Ông kêu gọi các nước thành viên NATO không được khinh suất và xem xét nghiêm túc những mối đe dọa này. Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh Nga và phương Tây đang hùng hạt xung quanh vấn đề Ukraine. NATO đã nhiều lần cảnh cáo việc Moscow triển khai quân dọc biên giới với Kiev. Phía Nga bác bỏ cáo buộc và tố ngược Liên minh quân sự phương Tây đang tiếp tay để Ukraine tấn công khu vực Donbass, miền đông nước này, nơi các lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát. Hôm 16 tháng 12, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói với CNBC rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa quyết định có tấn công Ukraine hay không. Nhưng nếu muốn, Nga có thể triển khai quân chấp nhoáng, mọi thứ sẽ xảy ra trong chớp mắt ông stoltenberg nói theo quan sát của chúng tôi nga đang gia tăng lực lượng quanh ukraine với các đơn vị thiết giáp pháo binh xe tăng và hàng chục nghìn binh lính chiến đấu moscow đã đưa ra lời lẽ hung hăng khiêu khích chúng tôi biết rõ thành tích của nga trước đây moscow đã sử dụng vũ lực quân sự để chống lại kiev các quan chức phương tây đã cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng đối với nga trong trường hợp xảy ra xung đột mới tuy nhiên một số nhà phân tích cho rằng vẫn có sự thiếu thống nhất trong cách tiếp cận giữa các nhà lãnh đạo phương tây trong cách đối phó với nga lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu-EU đã nhất trí gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế với Nga thêm 6 tháng nữa và đe dọa sẽ ban bố các lệnh mới nếu nước này tấn công Ukraine. Tuyên bố đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra hôm 16 tháng 12 tại Brussels, Bỉ. Nói với các phóng viên sau sự kiện, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michael cho biết các biện pháp trừng phạt sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 7. Chúng tôi kêu gọi Nga tiếp tục các nỗ lực đàm phán và tiến hành triển khai thỏa thuận Minsk. Trong khi đó, Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ không phải bên liên quan trong cuộc xung đột ở Ukraine, mà chỉ đóng vai trò hòa giải cùng với Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE. Đáng chú ý, EU hôm 16 tháng 12 cũng đồng thuận sẽ cùng Mỹ và Anh áp thêm các lệnh cấm vận kinh tế mới với Nga nếu nước này tấn công Ukraine bất kỳ hành động gây hấn quân sự nào đối với ukraine sẽ gây ra hậu quả lớn và phải trả giá đắt bao gồm các biện pháp hạn chế phối hợp với các đối tác reuters trích tuyên bố chung của các lãnh đạo cuối hội nghị thượng đỉnh eu Hồi năm 2014, phương Tây đã áp một loạt lệnh trừng phạt kinh tế với Nga, nhắm vào các lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và quốc phòng sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea. Dù các lãnh đạo EU không thảo luận về biện pháp trừng phạt cụ thể nào, nhưng theo một số nguồn tin, các lệnh cấm vận mới có thể nhắm vào giới tài phiệt Nga hoặc lệnh cấm tất cả ngân hàng Nga khỏi mạng lưới SWIFT vốn là huyết mạch của việc chuyển tiền quốc tế. Theo Reuters, tuyên bố trên là một trong những cảnh báo trực tiếp nhất đến Nga những tuần gần đây, trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh liên minh quân sự NATO cố gắng ngăn Moscow tấn công Ukraine. Cùng nhau chống đỡ áp lực nặng nề từ Mỹ và các nước phương Tây, hai siêu cường Nga và Trung Quốc đang liên thủ với nhau chặt chẽ hơn. Nhưng mối liên hệ đó vẫn chưa đủ vững chắc để hai nước điều binh tiếp viện lẫn nhau khi có giao tranh xảy ra. Vì sao lại như vậy? Mời quý vị cùng tham khảo ý kiến của các chuyên gia ngay sau đây. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa hội đàm trực tuyến lần thứ hai trong năm nay, vào thứ Tư ngày 15 tháng 12. Sự kiện diễn ra chỉ vài ngày sau khi G7 lên án Nga tập kết binh sĩ và có thái độ hiếu chiến đối với Ukraine. Quan sát tình hình nói trên, chuyên gia phân tích Neil Thomas từ nhóm Eurasia cho biết, Bắc Kinh và Moscow đang thắt chặt mối quan hệ, bởi chính phủ hai nước xem việc hợp tác song phương sẽ mang lại lợi ích quốc gia cho cả hai bên. Sự hợp tác không nhất thiết vì ông Tập và Putin có chung đường lối tư tưởng. Thay vào đó, Trung Quốc và Nga sẽ muốn phân tán sự chú ý của Washington về hai điểm nóng chiến lược ở châu Âu và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trích lời chuyên gia Thomas chia sẻ không rõ bắc kinh sẽ chọn vị thế như thế nào trong vấn đề ukraine nhưng trung quốc cũng đang gánh chịu sự giám sát nghiêm ngặt của cộng đồng quốc tế về vấn đề nhân quyền và độc lập của đài loan năm nay trong khi moscow điều động binh sĩ đến biên giới ukraine bắc kinh cũng không ngừng tăng cường hoạt động quân sự gần đài loan tuy nhiên chuyên gia cho rằng nga và trung quốc ít khả năng can thiệp vào những vấn đề căng thẳng của nhau tại sao lại như vậy xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi Giáo sư Angela Stein, Đại học Georgetown cho rằng, Tôi nghĩ hai bên đều thấu hiểu quan điểm của nhau. Ông Putin thừa biết, nếu xâm lược Ukraine, Trung Quốc sẽ không gửi quân giúp sức. Họ sẽ giữ vững quan điểm hoàn toàn trung lập để hành động dễ hơn khi có diễn biến mới. Dù ít khả năng can thiệp vào vấn đề quân sự của nhau, nhưng Nga và Trung Quốc vẫn thắt chặt quan hệ đến mức cao nhất trong nhiều năm. Theo báo cáo chính thức từ hai nước, ông Tập và Putin vừa có cuộc trao đổi nồng ấm. Trong cuộc gọi video, Chủ tịch Tập bày tỏ mong đợi gặp trực tiếp Tổng thống Putin tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vào tháng 2 sắp tới. Ông Tập cũng tái khẳng định cam kết của Trung Quốc về ủng hộ mạnh mẽ sự ổn định lâu dài của Nga. Đáp lại, thông điệp từ Moscow còn có giọng điệu tích cực hơn. Theo đó, ông Putin ca ngợi mối quan hệ Nga-Trung đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất. Quan chức điện Kremlin Yuri usakov khẳng định với báo giới rằng, quan hệ song phương Nga-Trung còn hiệu quả hơn so với giữa các nước đồng minh, mặc dù hai siêu cường không thiết lập một liên minh chính thức. Kể từ khi ông Fumio Kishida trở thành thủ tướng Nhật Bản vào tháng 9 năm nay, chính sách của Nhật đối với Trung Quốc và Đài Loan đang thu hút sự chú ý của nhiều nước khác trong khu vực. Liệu chính quyền của ông Kishida có thay đổi quan điểm về trung đài so với hai người tiền nhiệm là Shinzo Abe và Yoshihide Suga hay không? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi quan điểm của giáo sư Madoka Fukuda, chuyên ngành khoa học chính trị và Trung Quốc học thuộc khoa luật Trường Đại học Hosei mở đầu bài phân tích đăng trên diễn đàn đông á giáo sư Modoka Fukuda cho rằng các cuộc thảo luận hiện giờ về quan điểm của thủ tướng Kishida đối với trung quốc tập trung vào nhiều yếu tố khác nhau về các yếu tố bên ngoài nếu chúng không thay đổi bước ngoặt chính quyền tân thủ tướng nhật sẽ không thực hiện sửa đổi đột đổ phá về trung quốc và đài loan nhật bản không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục răng đe mạnh mẽ các hiểm họa từ trung quốc nhưng vẫn để mở cánh cửa đối thoại yếu tố an ninh quan trọng nhất chính là mối quan hệ cạnh tranh giữa mỹ và trung quốc mặc dù hai nước đều thể hiện rõ thái độ đồng ý đối thoại nhưng không có cơ hội nào để họ giải quyết mâu thuẫn vì vậy quan điểm của nhật đối với mỹ trung không thể mãi mãi trùng lập Thưa quý vị, trong bối cảnh chính quyền ông Biden kêu gọi đồng minh cùng đối đầu Trung Quốc, sự lựa chọn của Nhật càng bị thu hẹp hơn. Nhật chắc chắn sẽ chọn hợp lực với Mỹ và các nước cùng chỉ hướng khác để nâng cao sức mạnh răng đe đối với Trung Quốc. Dựa trên nền tảng đó, Nhật Bản vẫn sẽ lớn tiếng khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và ổn định xuyên eo biển Đài Loan, cũng như gia tăng hợp tác với Đài Bắc. Tuy nhiên, mọi việc hiển nhiên sẽ không quá bằng phẳng. Nhật còn phải cân nhắc thêm một yếu tố nữa trong đó. Vậy đó là gì? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Một yếu tố quan trọng khác cần phải xem xét là sự phụ thuộc lớn của kinh tế Nhật Bản và Trung Quốc. Theo tổ chức Xuất tiến mậu dịch Nhật Bản, ngay cả khi Covid-19 bùng phát, khối lượng thương mại giữa Nhật Trung vẫn chỉ giảm nhẹ xuống. Mặt khác, sự bùng phát đại dịch càng khiến cho nhiều công ty du lịch Nhật Bản nhận ra họ phụ thuộc vào du khách xứ Trung lớn đến mức nào. Trong những năm gần đây, Nhật đã xem an ninh kinh tế là ưu tiên hàng đầu. Nhật đang tăng cường hợp tác với nhiều công ty Đài Loan, bao gồm hãng sản xuất chất bán dẫn hàng đầu TSMC trong giới kinh doanh nhật bản sự phân biệt giữa doanh nghiệp ủng hộ trung quốc hay ủng hộ đài loan đã là câu chuyện của quá khứ mặc dù nhiều người nhật phẫn nộ về vấn đề tranh chấp đảo sengaku điếu ngư hay vấn đề nhân quyền họ vẫn nhận thức được sự quan trọng của duy trì mối quan hệ với trung quốc Chính sách dưới thời ông Kishida nên được nhìn nhận là các biện pháp ứng phó thực tế dựa trên tình hình nước Nhật thay vì nhân nhượng với Trung Quốc. Mặc dù vẫn củng cố đối thoại với Bắc Kinh, ông Kishida đồng thời nhấn mạnh liên minh Mỹ-Nhật là nền tảng quan trọng trong chính sách an ninh của Tokyo và thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với an ninh kinh tế và chính sách đối ngoại xem trọng nhân quyền. Giáo sư Madoka Fukuda cho rằng, thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời liệu chính sách thực tế của ông Kishida sẽ ảnh hưởng ra sao với những mối quan hệ Nhật-Trung và Nhật-Đài. Việc Tokyo tập trung đảm bảo an ninh quốc phòng và kinh tế có thể gây ra thêm nhiều xung đột với Bắc Kinh. Bài toán cần não sắp tới của ông Kishida sẽ là phản ứng với hai lá đơn gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP của Trung Quốc và Đài Loan. Còn về lâu dài, theo giáo sư Modoka Fukuda nhận định, dựa trên những thách thức về đối nội và đối ngoại, chính quyền ông Kishida sẽ không chọn đường lối rõ ràng, thân trung hay thân đài. Theo vào đó, họ sẽ có chính sách hỗn hợp, kết hợp khéo léo giữa săn đe và đối thoại. Trong một diễn biến khác về cạnh tranh Mỹ Trung, quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 16 tháng 12 cho biết, Washington kỳ vọng sớm bắt đầu các vòng đối thoại về kiểm soát vũ khí với Bắc Kinh. Được biết, giới chức Mỹ khẳng định Trung Quốc đang mở rộng thần tốc kho vũ khí hạt nhân và hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Trung Quốc được cho là tăng gấp đôi kho tên lửa hạt nhân trong vòng vài năm tới, mặc dù Mỹ và Nga vẫn sở hữu số lượng vượt trội. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm thượng đỉnh vào tháng trước cũng bàn bạc về khả năng đối thoại kiểm soát vũ khí. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan cho biết vào 16 tháng 12, ông Sullivan nói thêm, Tôi hy vọng rằng đối thoại sẽ sớm bắt đầu, dù vẫn chưa biết cấp độ hay thời điểm diễn ra chính xác. Trung Quốc đang xây dựng phòng vũ khí hạt nhân lớn và đa dạng hơn, với bằng chứng là họ đang phát triển hàng loạt bệ phóng tên lửa. Chúng tôi tin rằng kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi trong vài năm tới. Ông Sullivan chia sẻ thêm. Washington đang liên tục hối thúc Bắc Kinh tham gia vào hiệp ước kiểm soát vũ khí mới giữa ba cường quốc Mỹ, Nga, Trung. Về việc này, ông Lý Tùng, đại sứ Trung Quốc về giải trưởng quân bị cho biết, Bắc Kinh hoan nghênh các cuộc đối thoại phía Mỹ và Nga nhưng không thấy lợi ích để tham gia vào cái gọi là hiệp ước ba bên kiểm soát vũ khí. Trung Quốc cho rằng kho vũ khí hạt nhân của họ không đáng kể so với Mỹ và Nga, vì vậy Bắc Kinh chỉ sẵn sàng đối thoại khi Washington giảm quy mô kho hạt nhân xuống mức tương đương Trung Quốc. Đại sứ Lý còn nói, Trung Quốc phát triển mạnh hạt nhân chỉ nhằm mục đích phòng vệ. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mới đây, các phái đoàn cấp cao từ Hoa Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã tổ chức cuộc hội đàm thúc đẩy quan hệ hợp tác, quốc phòng song phương và giải quyết những thách thức đặt ra đối với an ninh khu vực vùng vịnh. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John F. Kirby mới đây cho biết các phái đoàn cấp cao từ Hoa Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã hội đàm từ ngày 15 đến 16 tháng 12 tại Washington, DC trong khuôn khổ đối thoại quân sự chung thường niên JMD. GMD là diễn đàn quốc phòng song phương quan trọng nhất để thúc đẩy quan hệ đối tác quốc phòng Hoa Kỳ UAE, trong đó bao gồm việc xem xét các lợi ích an ninh chung cũng như thảo luận về một loạt các mục tiêu chiến lược cho quan hệ song phương và giải quyết các thách thức trong khu vực. Các phái đoàn đã thảo luận về một loạt các vấn đề hợp tác quốc phòng, bao gồm các mối đe dọa từ Iran, cơ hội mở rộng hợp tác khi Israel tham gia khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM, chống phần tử cực đoan, an ninh hàng hải, phòng không và phát triển tên lửa, hợp tác an ninh các cuộc thảo luận cụ thể tập trung vào nỗ lực chống lại các mối đe dọa trong khu vực và chiến lược phòng thủ toàn cầu của hoa kỳ mỹ và uae tái khẳng định cam kết về mối quan hệ quốc phòng song phương bình chặt và washington công nhận uae là đối tác quan trọng trong việc giải quyết các thách thức trong khu vực Nhật Bản vào ngày 16 tháng 12 ghi nhận người đầu tiên nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng. Đó là một nhân viên tại trung tâm cách ly người nhiễm COVID-19 sau khi nhập cảnh. Bệnh nhân mắc Omicron nói trên là một phụ nữ ngoài 30 tuổi, trước đó lưu trú ở trung tâm cách ly thuộc sân bay quốc tế Kansai tại Osaka, miền nam Nhật Bản. Gần đây, cô không có lịch sử di chuyển ra nước ngoài, theo Bộ Y tế Nhật cho hay. Một quan chức của Bộ phát biểu trong cuộc họp báo, chúng tôi đang đặt giả thiết có sự lây nhiễm ở trung tâm cách ly. Nữ bệnh nhân hiện đang điều trị ở viện, tình trạng ổn định quan chức Bộ Y tế không nói rõ nữ nhân viên phụ trách công việc gì ở trung tâm cách ly. Khép lại bản tin hôm nay, mời quý vị cùng chiêm ngưỡng đoàn tàu Giáng sinh với ánh sáng nhiệm màu ở thủ đô Bogota của Colombia, khung cảnh huyền ảo với ánh đèn tỏa sáng rực rỡ giữa đêm tối mùa đông. Người quản lý đoàn tàu Andres Rockigil cho biết họ trang trí tàu hỏa để thu hút du khách và mang đến niềm vui cho cư dân thủ đô Bogota. Mọi người đã kéo nhau ra ngoài mỗi đêm khi đoàn tàu ánh sáng đi ngang qua. Quản lý Rodriguez nói thêm, các nhân viên tàu hỏa cũng hóa trang thành ông già Noel để chào đón hành khách ở sân ga. Tôi rất thích quay lại đoàn tàu này mỗi mùa giáng sinh. Việc trở lại đoàn tàu giống như phép màu tháng 12 vậy. Luôn có không khí náo nhiệt, mọi người đều chia sẻ niềm vui khi di chuyển trên đoàn tàu. Các hành khách vẫn vẫy tay chào và hôn gió với nhau. Đây là một trải nghiệm đẹp đẽ và nó khiến mọi thứ trở nên sống động hơn. Tôi cảm ơn Chúa vì đã được tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này. Tôi cực kỳ yêu thích đoàn tàu ánh sáng. Thành phố hiện lên xinh đẹp khi bạn nhìn ngắm từ cửa sổ tàu hỏa. Thật là một cảm giác khác biệt và tuyệt vời. Tòa tàu, tàu Giáng sinh đặc biệt này là một sự kiện truyền thống kéo dài hơn 10 năm nay và sẽ diễn ra đến hết tháng 12. Năm ngoái, hành trình đoàn tàu ánh sáng bị hủy bỏ vì đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh. Vì vậy, sự tái xuất của đoàn tàu này mùa Noel năm nay lại thắp lên ánh sáng hy vọng đối với người dân Colombia. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Ngọc Nhi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau của FBNC.